Sự tích cây lúa. Mặt đất hoang sơ quá, cần phải làm cho mặt đất này trở nên sống động mới được. Để con người sống sót thì còn cần cả thức ăn, nước uống và những điều kiện sinh hoạt khác. Còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng. À, phải rồi. Con gái, kính chào Ngọc Hoàng. Cha, cha đã về. Ta vừa mới sáng tạo ra con người. Họ đang sống dưới mặt đất. Con thay ta xuống giúp loài người nhé. Hãy giúp họ sống no đủ và không bị thiếu thốn, lo lắng, nghèo khổ. Vâng ạ. Những hạt lúa chín, các ngươi hãy tự rụng xuống và bò về nhà con người. Chứ không được để con người phải vất vả, đưa các ngươi về nhà nhé. Vâng ạ. Thóc về, thóc về rồi. Thóc sắp về rồi đấy. Tôi đã quét dọn sạch sẽ cả sân vườn, nhà kho để đón thóc về. Tôi còn đang cả mấy cái bồ mới, để thóc chui vào cho thơm kho nữa cơ. À, thóc về rồi kìa. Bà ơi. Bà ơi, nhà bà bẩn quá. Chúng tôi mà vào thì sẽ lắm bẩn, ẩm mốc mất thôi. Các người yêu sách quá đấy. Các người có nhiệm vụ đến nhà ta để cho ta no đủ. Sao không vào đi còn phiền nhiễu vậy? Chúng tôi vào thì ở đâu? Bà có bồ đựng chúng tôi không? Không có. Thế chúng tôi ở đâu được? Nhà bà chỗ nào cũng bẩn thỉu. Các người thật phiền phức. Nhà ta chỉ được thế thôi. Các người ở đâu thì ở đi. Làm sao có cơm cho ta ăn là được rồi. Bà à, buồn ngủ quá. Có lẽ ta đã khiến cho con người trở nên lười biếng. Tất cả dân làng nghe đây. Có chuyện gì vậy? Sao nàng tiên lúa có vẻ giận dữ thế? Ta nhận ra rằng việc để cho những hạt lúa chín tự đi vào bồ nhà các ngươi chỉ khiến cho các ngươi ỷ lại và lười biếng. Ai cũng cần phải lao động mới biết quý trọng hạt gạo, hạt thóc. Thế nên từ nay ta chỉ cho các ngươi giống lúa. Các ngươi phải tự gieo trồng, thu hoạch. No đủ hay đói kém phụ thuộc vào chính các ngươi. Ôi, nàng tiên lúa đã tức giận thật rồi. Có lẽ nàng tiên lúa nói đúng. Từ giờ chúng ta phải lao động chăm chỉ thôi. Từ đó về sau, con người phải chăm chỉ cấy cày mới có được những mùa vàng bội thu. Bí mật trong cuốn sổ ghi chép. Cảm ơn em, lần sau lại ghé shop chị nha. Dạ. Sao hôm nay chị Lành đi chợ về muộn thế nhỉ? Dạ, tôi đi chợ về rồi ạ. Sao chị đi chợ về muộn thế? Sắp trưa đến nơi rồi, còn phải đi đón bọn trẻ nữa chứ. Dạ, tại chợ hôm nay đông quá nên... thôi, để tôi vào tranh thủ nấu cơm rồi đi đón bọn trẻ ạ. Chị nấu nhanh lên nhé. Chị Lành. Dạ. Dạ. Tôi nấu ngay đây ạ. Chị làm sao mà giật mình thế? Tôi chỉ định bảo chị nấu ít cơm thôi, vì bố bọn trẻ hôm nay đi vắng.
tôi biết rồi ạ. Anh này, anh có thấy dạo này chị Lành có biểu hiện rất lạ không? Lạ gì? Anh thấy chị ấy làm mọi việc vẫn rất tốt ấy chứ. Anh chưa thấy giúp việc nào chăm chỉ mà lại nấu ăn ngon như chị ấy đâu. Dạo này chị ấy hay đi chợ về muộn, rồi khi em hỏi thì cứ lắp ba lắp bắp. Em nghĩ chắc chắn chị ta đang làm chuyện gì mờ ám rồi đó. Em đã nghi quá rồi đấy. Chị Lành là chỗ người quen của anh Hùng bạn anh, làm gì có chuyện mờ ám chứ. Đúng là nói chuyện với anh chán chết đi được à. Lúc nào cũng bên người ngoài hết. Tôi đi chợ nha. Vâng, chị đi đi. Cho tôi 8 lạng thịt ba chỉ đi chị. Có ngay. Mình dặn mua 1 ký thịt cơ mà. Sao lại mua có 8 lạng thôi vậy? Lấy mấy cân đấy chị? 2 à. Thôi, lấy cân 7 thôi. Sao lấy lẻ thế? Không lấy 2 ký luôn cho tròn. Thôi, chị cứ cân đúng như vậy cho tôi đi. Thì ra là ăn bớt tiền chợ. Chị giỏi lắm. Sao cô cậu lại ngồi đây ạ? Dạo này chị đi chợ có ghi chép gì không? Mau đưa sổ cho tôi xem nào. Tôi vẫn ghi chép đấy ạ. Đây nè, sáng nay mua những gì tôi ghi hết vào đây rồi. 1 ký thịt ba chỉ hết 80.000, 2 ký cam hết 90.000. Thế thịt đâu? Cam đâu rồi? Đây ạ. Đây là 1 cân thịt của chị đấy à? Tôi sai rồi. Xin cô hãy tha lỗi cho tôi ạ. Tôi Anh thấy chưa? Anh tin tưởng chị ta lắm vào. Bấy lâu nay chị ta vẫn dùng cách này để bớt xén tiền chợ đấy. Chị Lành, sao chị có thể như vậy chứ? Tôi xin cô cậu hãy tha lỗi cho tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu như cô cậu đuổi tôi sẽ không biết sống thế nào nữa ạ. Tôi... Thôi chị im đi, đừng ngụy biện nữa. Nhà tôi không thể chứa chấp một người như chị. Không biết chị đã bớt xén được bao nhiêu rồi. Chị mau thu dọn hành lý rồi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu ơi, cậu, tôi xin cậu mà. Tôi thật sự vì bất đắc dĩ mới làm vậy thôi à. Tôi xin cậu tha thứ cho tôi đi. Anh Dũng, anh bảo chị ta đi đi. Alo. Cho tôi gặp cô Lành với ạ. Cô Lành không có ở đây. Ai đấy? Vậy cô nhắn với cô Lành giúp tôi là ở quê đã nhận được tiền sáng nay cô ấy gửi về rồi. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mẹ cô ấy đang trong phòng hồi sức cấp cứu nha. Mẹ tôi bị một khối u ở cổ, nhưng gia đình không có tiền để làm phẫu thuật. Gần đây bệnh tiến triển nặng, không phẫu thuật không được. Tôi không có cách nào khác nên mới nghĩ đến chuyện bớt xén tiền của cô cậu để gửi về lo cho mẹ tôi. Tổng số tiền cũng chỉ có gần 2 triệu thôi à. Tôi... Thì ra mẹ chị ấy bị bệnh nên chị ấy mới bất đắc dĩ làm như thế. Suy cho cùng thì chị ấy cũng đáng thương hơn đáng trách. Hay là mình bỏ qua cho chị ấy đi. Không được, không thể tha thứ được. Mỗi lần chị ta ăn cắp tuy không nhiều nhưng phải làm rất nhiều lần thì mới có thể tích tiểu thành đại như vậy. Chị ta gửi về quê hương mấy triệu cơ mà. Đây là ăn cắp vặt, là thói quen và đã ăn sâu vào máu rồi. Không thể lấy lý do chữa bệnh cho mẹ ra để biện minh cho mình được. Đói cho sạch, rách cho thơm. Không phải cứ lấy hoàn cảnh khó khăn ra để bao biện cho hành động tội lỗi của mình. Chị mau thu dọn hành lý ra khỏi đây, nhanh lên. Nhưng tối rồi, trời lại mưa to. Hay để chị ấy ngủ lại đây đêm nay, rồi sáng mai đi sớm. Không được, ở lại đây một đêm thì không biết còn mất thêm cái gì nữa. Đêm ai mà quản lý được chị ta. Chị đi ngay cho tôi. Chị ta đi rồi, chăn chiếu chắc cũng phải thanh lý một loạt để đón người mới chứ. Cái gì đây? Nợ cô Yến ngày 1 tháng 8 nợ 35.000, ngày 2 tháng 8 nợ 42.000, ngày 3 tháng 8 nợ 47.000. Đây là sổ ghi chép của chị Lành, anh xem đi. Trong sổ ghi chép rất cẩn thận số tiền từng ngày chị ấy bớt xén và nói là nợ em.
Có lẽ chờ sau này ổn thỏa sẽ trả lại đúng số tiền đó. Nếu như có ý định ăn cắp thật thì chẳng lý nào chị lại ghi chép tỉ mỉ từng ngày một như thế. Giờ em lại nghĩ khác rồi à? Có lẽ em đã hơi quá đáng với chị ấy rồi. Trong hoàn cảnh túng quẫn như thế mà chị ấy vẫn có ý định trả lại tiền thì chắc bản chất của chị ấy không phải là người xấu đâu anh ha. Đúng vậy, chúng ta không thể lấy hoàn cảnh khó khăn để bao biện cho việc làm sai trái của mình. Nhưng suy cho cùng, chị ấy cũng biết mình sai và trong thực tâm muốn sửa chữa sai lầm đó rồi. Mà hôm qua mưa to lại tối trời như thế, không biết chị ấy có kịp về nhà hay trú ở đâu không nữa. Chắc lát nữa em phải đi tìm chị ấy rồi đón chị ấy về mới được. Em nên bỏ qua cho chị ấy lỗi lầm lần này, phải không anh? Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Sự tích hoa lây ơn. Ngày xưa, tại một đất nước trù phú nọ, khi cuộc sống của người dân đang yên ổn, bỗng một ngày bị giày xéo bởi giặc ngoại xâm hung bạo. Chúng đi đến đâu đều cướp bóc, vơ vét trắng trợn, giết hại nhiều người dân vô tội. Buồn tàu đức vua, hai tên đầu sỏ cứng đầu này đã giết chết nhiều quân sĩ của ta, khó khăn lắm mới tóm được chúng, bây giờ xử chúng sao ạ? Giết hết chúng nó cho ta. Khoan đã, đừng giết chúng, hãy giải chúng về nước, sẽ có việc hay ho dành cho chúng. Thế là hai chàng trai theo lệnh của tên vua độc ác và bị áp giải về vương quốc của hắn. Họ không hay biết gì về giả tâm của chúng. Bị giam trong ngục tối, họ vô cùng cô đơn, buồn khổ vì nỗi nhớ quê hương gia đình và cả nỗi khổ đau mất nước, tha hương nơi đất khách quê người. Để thể hiện lòng thành với đất nước, họ quyết tâm cùng nhau tuyệt thực. Sao bọn chúng không giết chúng ta luôn đi, còn mang chúng ta về đây, chúng định làm gì với chúng ta chứ? Bọn chúng là phượng mang rợ, độc ác, chắc chắn mục đích của chúng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, nhất định không được để chúng lợi dụng chúng ta để gây hại cho quê hương mình thêm nữa. Xin Chúa hãy ban cho con cái chết để trái tim chúng con bãi thuộc về quê hương của chúng con. Con cầu xin người. Sao phải chết hả hai dũng sĩ bậc nhất? Nếu hai anh kết thúc cuộc đời ở đây thì thật là phí. Nghe đây, mặc dù các ngươi là tù binh, nhưng đức vua đáng kính của ta vô cùng cao thượng, ngày ấy cho các ngươi thêm một con đường sống. Hãy luyện tập chăm chỉ để thành người tài giỏi. Chờ đến lúc thích hợp, đức vua của ta sẽ cho các ngươi được thể hiện tài năng của mình. Đừng không, ta sẽ không đòi nào phục vụ kẻ thù của đất nước ta đâu. Được, thế thì các ngươi cứ ở đây cho chuột bỏ gặm nhấm xương thịt của các ngươi đi. Những kẻ không biết điều, rượu thưởng không uống mà lại thích uống rượu phạt. Sếp à, chúng ta phải sống mới có thể có cơ hội quay về đất nước chúng ta. Nếu chúng ta chết ở đây thì đúng thật là vô nghĩa. Nhưng tội ác của chúng đối với đất nước chúng ta muôn đời cũng không thể rửa sạch. Tôi không muốn phục vụ cho chúng đâu. Tất nhiên chúng ta sẽ không đời nào làm thế, mà chúng ta chỉ vờ thỏa hiệp với chúng. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy cố gắng tập luyện để tài kiếm của mình trở nên thật mạnh mẽ và giỏi giang. Sẽ có một ngày mình có thể quay về quê hương và gây dựng lại đất nước của mình. Hay chí ít cũng là để hạ gục được tên vua xấu xa, để khiến dân chúng tộc ta thoát khỏi đau khổ và rời khỏi cảnh lầm than. Phải rồi, chúng ta nhất định không bỏ cuộc. Thế rồi, hai chàng trai cố nén nỗi căm thù, ngày ngày cố gắng rèn luyện tay kiếm và không thôi hy vọng về một ngày được tự do và trở về quê hương của họ. Nhưng họ đâu biết về mục đích ghê tởm của tên vua tàn độc. Bệ hạ cứ yên tâm, bọn chúng đang hăng say tập luyện lắm. Đến ngày sinh nhật bệ hạ, chắc chắn người sẽ được thưởng thức một cuộc đấu hay chưa từng có. Ta rất nóng lòng đến ngày đó, xem hai tên tù binh đánh giết lẫn nhau trên đấu trường như thế nào. Hắn sẽ náo động lắm. Nhớ, đừng để lộ cho chúng biết về việc này, kẻo hỏng việc. Trong khi đó, hai chị em công chúa xinh đẹp đã vô tình nhìn thấy Teset và Sep, mặc dù đang bị giam cầm và quản thúc nghiêm ngặt. Họ lập tức có cảm tình đặc biệt với hai chàng trai. Wow, chị ơi, họ là ai vậy? Trông họ thật hào hoa, khí chất khác hẳn những kẻ đàn ông trong đất nước mình. Họ là tù binh của nước lân bang, vừa bị cha ta chiếm đóng đấy em à. Họ vẫn trong thời gian bị quản thúc.
không biết cha đưa họ về đây là có mục đích gì. Em chắc rằng hai chàng ấy là những đấng trượng nghĩa, hy vọng cha rủ lòng thương mà trả tự do cho bọn họ. Khó đấy em à, em biết tính của cha rồi đấy. Xưa nay cha ít khi nhân nhượng với một kẻ tù binh nào. Chắc chắn cha đang có một mục đích gì đó với họ. Tinh vua cũng sớm biết tình ý của hai cô con gái của mình dành cho hai chàng tù binh kia. Hắn nổi giận lôi đình và gọi tên cận thần đến và đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Ta muốn cho hai tên tù binh ra đấu trường ngay ngày mai, không cần đợi đến sinh nhật ta nữa. Nhưng thưa bệ hạ, chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật ngài rồi, liệu có thể đợi đến lúc đó không ạ? Không được, hai đứa con gái của ta đã quá mê muội rồi. Chúng đều đã một lòng một dạ với hai tên tù nhân thấp hèn kia. Thật là một sự sỉ nhục đối với ta. Sau trận đấu, cả hai chúng nó đều phải chết. Dạ thưa bệ hạ, có nghĩa là dù kẻ nào thắng cũng phải giết hắn ngay sau đó phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng tất cả những giả tâm đầy tàn độc ấy đã lọt vào tai của hai nàng công chúa. Họ đều hết sức bàng hoàng khi nghe được sự thật. Thì ra đó mới là ý đồ của cha. Thật quá tàn nhẫn. Chị ơi, chúng ta phải làm gì đó đi. Chúng ta phải nói ngay cho hai chàng biết và tìm cách giúp họ trốn thoát. Đi thôi. Là sếp chàng ơi. Sếp chàng ơi. Có chuyện gì vậy hai nàng? Không xong rồi. Ngày mai cha em sẽ bắt hai chàng lên quyết đấu với nhau. Tệ hơn nữa là dù thắng thua như thế nào, hai chàng đều phải chết. Chúng em sẽ tìm cách giải cứu hai chàng. Đêm nay chúng em sẽ đánh thuốc mê tên cai ngục và lấy chìa khóa để giải cứu hai chàng. Nhưng đau đớn thay, hai nàng công chúa chưa kịp hành động giải cứu hai chàng trai Tê Xếp và Xếp thì họ bị tên vua cha phát hiện. Đêm hôm đó hắn bắt và giam hai nàng lại. Hai nàng công chúa gào khóc trong tuyệt vọng. Họ đều đau đớn cho cảnh ngộ sắp diễn ra của người họ yêu. Cùng lúc Tê Xếp và Xếp bị dẫn lên lễ đài và bị ép quyết đấu với nhau. Họ bước lên đấu trường với trái tim nặng trĩu. Đánh đây, đánh đây. Đánh đây, đánh đây. Đánh đây. Đừng có câu giờ nữa, ra tay đi, đánh đi. Đánh đây, đánh đây. Đánh đây, đánh đây. Cuồng mang rợ, các người có lớn mạnh nhưng sẽ không bao giờ có thể biến ta thành nô lệ, thành kẻ mua vui cho các ngươi. Các ngươi sẽ không phải là người thắng cuộc đâu. Khi xác của hai chàng trai được đưa ra bên ngoài thì lập tức những thanh gươm liền kêu len keng, và nơi hai thanh gươm đâm xuống đã mọc lên những bông hoa màu đỏ tươi, thân thẳng đứng, xanh mướt như những cây đao vậy. Người ta gọi đó là hoa lây ơn, tưởng nhớ và biết ơn hai chàng trai Tê-rép và Xếp đã vì quê hương đất nước mà hy sinh một cách quả cảm để giữ thân trong sạch. Hoàng tử trong rừng. Ngày xưa, ngày xưa, tại một vương quốc vô cùng thịnh vượng và giàu có, nhà vua có hai người vợ, hoàng hậu và hoàng phi. Hoàng hậu sau khi được sắc phong đã hạ sinh được một hoàng tử xinh đẹp. Thế nhưng hoàng hậu đã qua đời khi sinh hoàng tử ít lâu. Hoàng phi vì muốn giành ngai vàng cho con trai mình nên đã hạ lệnh ám sát hoàng tử nhỏ. Viên quan được giao nhiệm vụ không rõ vì lý do gì đã không làm theo lời của bà. Ông ta lén mang hoàng tử đi và trao cho một người thợ săn nuôi dưỡng. Thời gian trôi qua, hoàng tử đã trở thành một chàng trai khôi ngô và có võ nghệ điêu luyện. Quá khứ của chàng vẫn được người thợ săn giấu kín. Ngày mai, cha sẽ đến kinh thành để tìm thêm mối mua hàng. Con đi theo cha nha. Vâng, thưa cha. Sống giữa núi rừng từ bé, tâm hồn hoàng tử như một hồ nước phẳng lặng. Bởi vậy, phú thị xô bồ không hề khiến chàng thích thú. Con có thích kinh thành không? Không cha ạ,
Nơi đó thật phức tạp, con chỉ muốn sống mãi ở rừng xanh mà thôi. Khá lắm, thế mới là con trai của trưởng đoàn thợ săn chứ. Để con đi lấy thêm nước rồi chúng ta đi về nha. Ừ, phải đi thôi, trời sắp tối rồi. Bên dòng suối, bỗng một dáng hình thanh thoát như tiên nữ xuất hiện, khiến hoàng tử không thể rời mắt. Xin hỏi nàng từ đâu tới? Sao lại có một mình ở chốn trường núi hoang vu này? Gia đình thiếp bị kẻ gian hãm hại, lâm vào cảnh khốn cùng, không chốn nương thân, nên phải lui vào rừng để sinh sống. Nàng đừng lo, tôi đã ở trong rừng từ bé, bất cứ thứ gì nàng cần, tôi sẽ làm cho nàng. Có lẽ tôi hơi đường đột. Cảm ơn chàng, chàng thật là tốt bụng. Con xin phép cha đi một lát. Kể từ ngày đó, bất cứ điều gì cô gái cần, dù khó khăn đến đâu, chàng đều cố gắng thực hiện ngay. Tên này si tình con gái chúng ta đến vậy, cứ để hắn kiếm tiền cho chúng ta, tội gì phải động tay động chân. Mình nói phải á. Chàng trai sẵn sàng làm bất cứ việc gì, chỉ cần được nhìn thấy mỹ nhân là đủ. Nhưng nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, khiến trái tim chàng rỉ máu. Thế rồi một ngày kia, đức vua tổ chức đi săn trong khu rừng này, toàn bộ dân chúng chuẩn bị nghênh đón. Nhà vua thật là phong độ, còn ước gì có thể trở thành hoàng hậu. Dừng lại. Nàng có sao không? Xin bệ hạ thứ tội, diện kiến bệ hạ khiến tiện nữ bối rối không đứng vững. Nhà vua nhanh chóng bị nhan sắc của cô gái làm cho say đắm, người liền sai hộ vệ đưa cô vào hoàng cung. Trái tim hoàng tử tan vỡ, chàng căm hận đến nỗi muốn hạ sát nhà vua. Và cơ hội đó đã đến khi viên quan cận thân của hoàng phi đột ngột xuất hiện. Người có phải là con trai của trưởng đoàn thợ săn không? Chính là tôi, còn ông là ai? Tôi là quan cận thần của hoàng phi, cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày diện kiến vị vua đích thực rồi. Ông nói gì tôi không hiểu. Viên quan liền kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa hoàng tử đã bị mang đi như thế nào cho chàng nghe. Thì ra hắn chỉ là kẻ chiếm ngôi thôi. Thưa hoàng tử, tháng sau nhà vua sẽ tổ chức một buổi đi săn nữa, đến lúc người giành lại ngai vàng của mình rồi. Hắn đã cướp đi mọi thứ của ta, hắn phải trả giá. Còn đang làm gì đấy? Con đang chuẩn bị cung tên thôi thưa cha. Đây là thuốc độc, ta làm thợ săn bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không biết? Con vốn là một người có tâm hồn rất trong sáng và lương thiện, nhưng con đang bị những ảo ảnh che mắt mất rồi. Cha nói gì con không hiểu. Từ khi đức vua mới lên ngôi, cuộc sống của muôn dân vô cùng ấm no. Vậy thì một kẻ muốn hãm hại ngài thật không phải là người tốt. Hắn chỉ là kẻ cơ hội thôi. Ta hiểu con cảm thấy bất công cho chính mình, nhưng con hãy tự hỏi lòng mình, liệu con có thể trở thành một nhà vua anh minh hay không. Người phải trả giá. Nhà vua đã qua đời vì mũi tên tẩm độc. Viên quan cận thần lập tức tuyên bố về lai lịch của hoàng tử bị mất tích, và chàng đã được tôn lên làm vua. Chàng cưới cô gái trong mộng làm hoàng hậu, say sưa hưởng thụ cuộc sống vương giả. Nhưng vì nghe theo lời của viên quan xàm tấu, khiến đất nước ngày càng lầm than, tiếng kêu ai oán vang vọng khắp nơi nơi. Sau cùng, đất nước rơi vào tay quân giặc, nhà vua và hoàng hậu bị giam vào ngục chờ ngày xử tử. Cứu! Cứu ta với! Cứu! Thì ra là một giấc mơ. Giấc mơ cho ta biết ta sẽ hủy hoại đất nước chỉ vì ham muốn của cá nhân mình. Ta thật đáng hổ thẹn.
Sau đó, hoàng tử đã từ bỏ mong muốn trả thù, thoát khỏi ảo ảnh làm hao mòn tâm trí chàng bấy lâu nay. Chàng quyết định chỉ làm một thợ săn, mãi mãi sống cuộc đời tự do tự tại. Còn cô gái và viên quan nọ đã bị nhà vua đuổi khỏi hoàng cung vì ngài đã nhận ra giả tâm đen tối của họ. Cuộc chiến Mô Chi. Ôi, mùi bánh mô chi thơm quá. Ước gì chúng ta cũng có phần bánh mô chi nhỉ. Chắc là mùi bánh mô chi từ gian hàng của Diếm đấy. Nhưng chúng ta đã thống nhất là chỉ tới đây dạo xem thôi. Ta không có đồ gì để trao đổi, cũng chẳng có tiền để mua. Cậu thôi mơ mộng đi Lương ạ. Không có tiền mua bánh thì tự làm bánh. Nhưng mà làm bánh mô chi thật là gian nan. À đúng rồi, mình có một cách. Cô này, một ngày đẹp trời như thế này mà có bánh mô chi để thưởng thức thì tuyệt nhỉ. Hay là chúng ta cùng làm bánh mô chi đi. Ừ ha, tớ sẽ chạy về nhà xem còn thứ gì có thể làm bánh mô chi được không. Hình như nhà tớ vẫn còn chút bột gạo nếp. Cậu cũng về nhà xem. Hẹn lúc nữa gặp lại nhau ở bờ sông nha. Này, cậu có gì vậy? Nhà tớ còn mỗi bột nếp nữa thôi. À, tớ đem đến đậu đỏ. Đậu đỏ này mà dùng làm nhân bánh thì ngon phải biết luôn. Thế thì tuyệt vời quá. Để xem nào, muốn làm bánh thì cần phải có chài, cối giả và cả nồi hấp nữa. Nhà tớ thì không có, nhà cậu chắc cũng không có mấy thứ đó. Thế thì làm sao mà làm bánh được đây? Ồ, tưởng gì, mấy đồ ấy nhà bác ớt xanh có hết đấy. Hôm trước tớ thấy nhà bác ấy làm bánh mô chi rồi. Bác ớt xanh dễ tính lắm, sang mượn cái là bác ấy đồng ý ngay thôi. Hả, thật sao? Để tớ đi hỏi. Mà cậu cùng đi đi, mỗi mình tớ không thể nào mà mang được hết từng ấy đồ về đây được đâu. Các cháu nhớ là muốn làm bánh mô chi ngon thì phải giả bột và nhân đậu đỏ thật nhuyễn đấy nhé. Bột càng nhuyễn thì bánh mới càng ngon. Dạ, chúng cháu nhớ rồi. Cảm ơn bác, chúng cháu sẽ làm bánh mô chi thật ngon ạ. Lương ơi, tớ mỏi tay quá, hay là cậu qua đây giả đổi cho tớ một lúc được không? Tớ còn đang bận trong bếp lửa đây này. Thế tớ trong bếp đổi cho, cậu sang đây giả giúp tớ một lúc đi. Cậu mà thì nghỉ ngơi một tí cũng được, giả như thế vẫn chưa được đâu. Cậu cũng nghe bác ớt bảo là phải giả nhuyễn bột thì bánh mới ngon mà. Thôi được rồi, tớ sẽ cố gắng giả bột cho thật nhuyễn. Họ hàng nhà tớ trơn tuột thế này, giả bánh khó lắm. Lát nữa cậu giả nhuyễn cả đậu đỏ nữa nha. Ôi, cậu nặng bánh đẹp quá, nhìn bánh mô chi của tớ này. Thôi, cậu để đấy tớ làm cho, chỉ cần cậu để ý bếp lửa thôi. Chắc là bánh mô chi chín rồi đấy cô ạ. Chà, mùi thơm quá, chúng ta cùng bày bánh ra đĩa thôi nào. Tuyệt quá, để tớ đi lấy đĩa nha. Nhưng nếu mà chia chỗ bánh này ra thì mình được ăn có mấy cái. Giá mà mình được ăn tất thảy cho bánh này. Mà này cô ơi, giờ mình còn phải rửa sạch dụng cụ làm bánh để còn trả lại cho bác ớt xanh nữa. Hay là bây giờ cậu hãy mang chài với cối đến bờ sông rửa cho thật sạch đi. Còn tớ sẽ ở nhà bày bánh mô chi ra đĩa được chứ. Tớ đi ngay đây. Xem nào, 1, 2, 3, 6, 7. Chà, một mình ăn chỗ này thì quá đã. Cô đúng là đồ ngốc. Lương đi đâu mất rồi nhỉ? Trời ơi, bánh mô chi đâu hết rồi? Mình hiểu ra rồi. Thì ra chính là Lương. Là Lương đã lừa mình đi rửa đồ, rồi nhân lúc ấy đem hết bánh mô chi đi rồi. Cậu ta thật là quá đáng mà. Chào bác. Cháu vừa ăn bánh mô chi xong mà sao trong mặt lại bí xị thế kia? Bác ơi, cháu nào có được ăn chiếc bánh mô chi nào đâu. Chuyện là như thế này ạ. Hóa ra là như vậy. Cháu yên tâm, bác sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. Nào, chúng ta cùng đến nhà Lương. Cháu đã qua nhà Lương rồi, nhưng mà Lương không về nhà bác ạ. Thế thì nó có thể đi đâu được chứ?
Cháu nghĩ ra rồi bác ơi. Mỗi khi Lương mắc lỗi bị bố mẹ đuổi đánh, cậu ta lại chạy tới gốc cây đầu bìa rừng để trốn. Chắc chắn là Lương đang ở chỗ đó rồi. Ồ, thế à, thì chúng ta tới đó ngay đi. Nhưng gặp được Lương rồi, chúng ta phải làm sao để lấy lại chỗ bánh mochi hả bác? Cháu yên tâm, bác đã có cách rồi. Đến đó cháu cứ việc làm theo lời bác là được. Chúng ta mau đi thôi. Đây là chỗ trốn an toàn nhất của mình rồi. Chắc cô không thể nào ngờ mình lại tới đây trốn đâu. Mà cũng chẳng ai biết được. Ôi, có mùi gì thế nhỉ? Ôi, chết ngạt khói mất thôi. Chạy, chạy, chạy mau thôi. Ôi, cháy to quá, lửa lan nhanh quá, chạy mau, chạy mau. Thế là Lương đã mắc lừa rồi. Cháu hãy đến hốc cây lấy lại bánh mochi đi. Bác Ích Xanh ơi, cách của bác phải gọi là tuyệt chiêu luôn. Cháu đã lấy lại được túi bánh rồi này. ngon quá, ngon quá à. Hóa ra là cô nó bày trò giả cháy để lừa mình. Làm quái gì có đám cháy nào được chứ. À kia rồi, mình sẽ lại dùng chiêu giả cháy để lừa cua. Kiểu gì nó chẳng tin. Này cô, có cháy kìa, có cháy kìa. Lần này là cháy thật đó. Này Lương, lửa không lan đến nước được đâu. Cậu đi đâu mà vội thế? Tớ Lương này, tớ vốn định để phần cậu một nửa số bánh, nhưng tớ phải suy nghĩ và quyết định lại thôi. Cậu đã một lần lừa tớ để lấy hết bánh mochi đem đi rồi, mà cậu vẫn chẳng hề hối hận gì cả. Cậu lại còn định lừa tớ thêm lần nữa ư? Vậy là cuối cùng Lương tham lam chẳng được ăn chiếc bánh nào, còn cua thông minh và hiền lành đã được thưởng thức hết chỗ bánh mochi còn lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.